Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 28 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 căng thẳng, ai ngăn chặn việc đề cử Nguyễn Phú Trọng. Ngày 27 tháng 1 năm 2021, báo chí đã đồng loạt giật tít Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là nhân sự đặc biệt được tái cử. Và sau đó 30 phút đã đồng loạt tất cả rút xuống. Một tín hiệu không mấy tốt đẹp đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Át hẳn đã có người ra tay chặn thông tin này, là người có đủ quyền lực để tác động vào ban tuyên giáo ra lệnh rút bài đồng loạt. Có thể đoán rằng nhân vật này có quyền lực rất lớn trong Bộ Chính trị. Nội dung bài báo khá ngắn gọn, chủ yếu là dẫn lời ông Hầu A Lệnh, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trả lời với báo giới cho biết ông Nguyễn Phú Trọng là một trong số các nhân sự đặc biệt được giới thiệu tái cử ở Đại hội lần thứ 13. Đây là hình ảnh nội dung bài báo đã bị gỡ trên Việt Nam Express. Nội dung thông báo được các tờ báo lớn trong nước như Tuổi Trẻ, Việt Nam Express, Tiền Phong, Sinh, Pháp Luật, Thành phố Hồ Chí Minh, Dân Trí, Việt Nam, Financial Times đều đưa tin. Điều đó chứng tỏ thông tin này đã được phía ông Trọng bật đèn xanh cho báo chí đăng tải. Không có chuyện ai đó dám vượt rào để đăng tin tức bí mật này. Hầu hết các tờ báo lớn đều đã rút sau 30 phút, nhưng có báo rút chậm hơn như tờ Việt Nam Financial Times. Đến 12 giờ trưa ngày 27 tháng 1 mới rút bài. Có lẽ là tờ báo này nhận lệnh chậm nhất. Theo bài viết trên tờ báo Tiền Phong, phóng viên hỏi ông Hầu A Lệnh về trường hợp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có thuộc trường hợp đặc biệt giới thiệu vào Bộ Chính trị khóa 13 hay không. Thì ông Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói rằng, theo quy định của Điều lệ Đảng, các đồng chí Ủy viên Trung ương tái cử không quá 60 tuổi. Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử không quá 65 tuổi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã hơn 65 tuổi nên là một trong số các nhân sự đặc biệt được giới thiệu. Và câu hỏi đặt ra là ai là những người không muốn sự thật này được công bố trước báo chí? Trước đại hội lần thứ 13, trong Bộ Chính trị đã nổi lên 3 người cùng tranh một chiếc ghế Tổng Bí thư. Đó là ông Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng. Theo kết quả rõ rỉ để kết thúc Hội nghị Trung ương lần thứ 15, thì ông Nguyễn Phú Trọng là kẻ thắng cuộc và các kết quả thông báo sáng ngày 27 tháng 1 trùng khớp với những gì mà mạng xã hội đã đồn đại bao nhiêu ngày trước qua. Theo danh mục bí mật nhà nước của Đảng do ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành vào hồi tháng 11 năm ngoái, thì phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng cũng như Thường trực Ban Bí thư thuộc danh mục tuyệt mật. Và việc ban hành danh mục tuyệt mật vừa tạo ra sự bất ngờ cho vở kịch đại hội, và cũng là để kéo dài thời gian đấu đá, tạo hy vọng cho những người thất bại. Tất nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng muốn công bố sớm để cả nhân dân cả nước xem như mọi chuyện đã ngẫu ngẫu. Giống như một ly nước đã đổ ra ngoài thì không thể hốt lại. Ông Nguyễn Phú Trọng muốn đưa mọi việc trở nên chuyện đã rồi và có lợi cho mình nhất. Tuy nhiên, về phần ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng có muốn hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Báo chí của nhà nước chỉ làm theo mệnh lệnh, dù là ông Trần Quốc Vượng, ông Nguyễn Xuân Phúc hay ông Nguyễn Phú Trọng đều là chủ của hệ thống báo chí. Tuy nhiên, với những thông tin nhạy cảm thì thường đưa tin theo yêu cầu của ông này lại gây phật lòng cho ông kia. Cũng không rõ liệu các tờ báo này có bị xử phạt vì làm lộ bí mật của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không. Các tổng biên tập, các tờ báo đã lỡ đăng thì ắt họ đang phải lo ngại lệnh trừng phạt. Trước khi Đại hội Đảng lần thứ 13 diễn ra, nhiều chuyên gia về tình hình Việt Nam đã dự đoán ông Nguyễn Phú Trọng có thể tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ 3 liên tiếp, mặc dù sức khỏe của ông đã rất yếu, mỗi lần ông xuất hiện thì đều phải có người dìu hai bên. Và cường độ xuất hiện của ông cũng rất thừa thớt. Đây là hình ảnh ai đã cho rút bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng trên báo chí nhà nước. Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nguyễn Viết Thông ngay sát Đại hội 13 đã nói với các báo trong nước rằng nếu ông Nguyễn Phú Trọng được tái cử nhiệm kỳ 3 là trường hợp rất đặc biệt do Điều lệ Đảng chỉ quy định Tổng Bí thư được phép làm có 2 nhiệm kỳ liên tiếp ngoài các giới hạn về tuổi tác và sức khỏe. Và phải chăng đây là chiêu trò cao tay của Nguyễn Phú Trọng? Tin về việc ông Nguyễn Phú Trọng được đề xuất tái cử đã bị rút lại, xem ra quyền lực của ông Nguyễn Xuân Phúc hoặc ông Trần Quốc Vượng cũng không phải là vừa. Việc báo chí rút bài đã cho thấy cuộc chiến đó trước đó chưa chắc gì 100% đã ngã ngũ. Quyền lực gắn liền với tiền bạc nên chẳng đối tượng nào chịu thua khi mà đại hội chưa kết thúc. Như vậy, qua sự kiện này cho thấy, trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải ai cũng phục tùng ông Nguyễn Phú Trọng.
Tuy nhiên, ông Trọng là người rất giỏi tạo tên tuổi cho mình với công chúng. Việc nhóm lò đốt củi của ông về bản chất là đấu đá nội bộ, nhưng ông Trọng đã khéo léo quảng bá nó như một chiến dịch chống tham nhũng chưa từng có. Và kết quả, sự tín nhiệm của ông hơn những người kia rất nhiều, mặc dù tuổi tác ông đã quá cao. Trong đội ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng là người rất cao thủ trong vấn đề tạo tiếng vang để được tiếp tục hợp thức hóa tham quyền cố vị của mình. Hiện nay, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện bài hát với tựa đề "Bác ơi xin bác đừng về", với top ca nữ trình bày có lời như sau. Lời bài hát có đoạn: "Bác ơi xin bác đừng về, bác làm khóa nữa cho dân được nhờ. Người dân vẫn hằng mong chờ, những phường giặt nước phải cho hết vào lò. Dân vẫn cần bác lắm bác ơi, khi nước nhà còn chưa hết lòng đồng, bác về ai sẽ là người tiền phòng." Bài hát được dàn dựng video clip khá công phu với hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng tra các chuyến công du, công tác, gặp gỡ với lãnh đạo nước ngoài như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các hoạt động tiếp xúc cử tri trao đổi với người dân. Phải chăng đây là hình thức đánh bóng hết sức khéo léo của Nguyễn Phú Trọng đã tung ra ngay trước đại hội đảng? Đây là hình ảnh bài hát ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng được tung lên YouTube. Bên cạnh bài hát trên có thêm bài thơ cùng tên do tác giả Nguyễn Đình Văn sáng tác có đoạn: "Xin bác vì vận nước nghĩ suy, bác làm khóa nữa phất cờ cho đất nước mình bay lên." Hiện video thể hiện bài thơ này đã thu hút người xem rất đông trên YouTube. Và với cách quảng cáo vô như vậy, mang màu sắc sùng bái cá nhân này đã gây nên hiệu ứng khá tốt cho Nguyễn Phú Trọng. Cả hai đối thủ là Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng không đủ trình độ để làm nên những chương trình như thế, và có lẽ họ cũng không nghĩ ra những tình tiết như vậy. Và liệu công việc chặn công bố đó có thay đổi được gì không khi mà các báo chí đồng loạt rút bài giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt? Khó mà có thể thay đổi được gì. Việc ông Nguyễn Phú Trọng được thừa nhận là Tổng Bí thư chỉ là thời gian. Tuy nhiên, qua đây cho thấy cuộc chiến giành suất đặc biệt vẫn diễn ra vào giờ chót. Những kẻ thua cuộc đã không cam lòng chịu chấp nhận, và đương nhiên chính vì vậy mà trước đại hội hàng ngàn cảnh sát cơ động đã được bố trí. Vâng, tâm cam sao mà được khi người trẻ hơn, khỏe hơn lại bị loại, trong khi một ông già bệnh tật vẫn bám ghế một cách trái với điều lệ đảng mà chẳng ai làm được gì. Từ đó cho thấy cuộc chiến quyền lực cho Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ nguôi và dường như ngày càng sôi sục. Những người thạo tin chính trường Việt Nam thì cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng, 77 tuổi, người giữ chiếc ghế Tổng Bí thư của hai nhiệm kỳ gần nhất, tuy đã hết suất giữ không Tổng Bí thư, ông đã được Bộ Chính trị giới thiệu vào Trung ương Đảng tại Hội nghị 15 thông qua phương án dự kiến cho chức danh Tổng Bí thư khóa 13. Sự sắp xếp này thực chất là những lần ngã giá giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, kẻ thắng người thua, chứ chẳng phải vì uy tín nào cả. Với Đảng Cộng sản Việt Nam, họ chỉ chấp nhận nhường ghế khi họ thua cuộc hoặc trông thấy yếu phải chấp nhận, chứ chẳng vì lòng thành mà mời người có uy tín tiếp tục giữ ghế. Đây là hình ảnh, dù có ngăn chặn báo đưa tin thì hai suất đặc biệt cho ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ không thay đổi. Ba người còn lại của tứ trụ là ông Nguyễn Xuân Phúc được Trung ương Đảng Hội nghị 15 thông qua cho phương án dự kiến vị trí chủ tịch nước. Tương tự, ông Phạm Minh Chính được hội nghị cho phương án dự kiến thủ tướng và ông Vương Đình Huệ là chủ tịch Quốc hội. Tất cả những người này cũng đã ngã giá với nhau hoặc có nhóm quyền lực khác để có kết quả này, chứ không phải vì uy tín của họ mà được như vậy. Thông thường khó có sự thay đổi nào ở đại hội, mặc dù nhiều kẻ thua cuộc vẫn muốn vớt vát gì đó để níu lại những tia hy vọng cuối cùng. Và liệu tiền lệ suất đặc biệt có thành một tiền lệ về sau đối với các đại hội đảng lần tới nữa hay không? Nhắc đến phương án tứ trụ của Bộ Chính trị của đảng này đề ra, trên đài BBC, ông Colin đã nhận xét việc để cả hai ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc ở lại thêm khi đã quá hạn tuổi quy định là việc tự bẻ gãy luật bất thành văn rằng không ai được hưởng quyền ở lại miễn quy định tuổi cả. Việc hai ông Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ sẽ đạt tuổi 65 khi vào đại hội nhiệm kỳ 2026 được ông Colin cho rằng sẽ dẫn tới tình trạng đảng vẫn tiếp tục chấp nhận các trường hợp đặc biệt nữa hoặc thay toàn bộ trong năm tới. Đảng Cộng sản điều hành đất nước vốn chẳng theo luật trình tự pháp luật nào. Bên trong đảng thì kẻ nào mạnh tạo ra biệt đãi riêng cho mình để thỏa mãn tính tham quyền cố vị. Như vậy đã đến lúc người Cộng sản không cần giấu giếm những trò lộng quyền đó trước dân chúng nữa. Gần 100 triệu người dân Việt Nam dường như chỉ còn biết đứng nhìn.
Đã bao lâu nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhồi sọ người dân, nên việc hiểu biết về pháp luật của người dân vẫn còn phong kiến trá hình. Trong khi đó, những quốc gia quanh đây Đông Nam Á đã dân chủ một phần thì Việt Nam vẫn chìm sâu trong một chế độ độc tài chẳng khác nào phong kiến, với người dân chẳng có một thứ quyền hành nào cả. Đấy là trái đắng mà người dân Việt Nam sẽ phải nuốt trong một thời gian dài nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 với bản tin Đại hội 13 căng thẳng, ai ngăn chặn việc đề cử Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.